Anh không ai là người ai chẳng có ước mơ. Bây giờ anh đủ kinh nghiệm rồi, 2-3 năm. Tắt tay mày đi. Sao mày livestream của mày lại. Tắt mày đi. Cái gì? Tắt mày đi, livestream của mày lại. Tắt máy đi, livestream mày này. Sao rồi, tên cùng mạng, đúng mạng rồi. Ok, để nguyên mày này. Để luôn đi. Để nguyên. Ok. Nhao. Bây giờ. Này, chúng mày mua nước hoa đó à? Này, tao nói này. Tao nói tất cả mày đây nhá. Thứ nhất, thằng này nó đã bán nước hoa là bán nước hoa lậu. Chưa xin phép. Chỉ cần một cái đấy thôi là đủ. Ok, lên phường. Đéo đánh nhỉ? Con công an. Gọi đi. Ok. Vô từng ngào. Con bố mày. Thay mặt anh cũng không cho. Anh hãy bán sao đây hỏi sắp mày. Còn chúng mày chứ. Bố mày đây. Ăn đi. Ăn cái gì bạn? Ăn được sao? Không? Tôi nhưng mà tôi liên quan gì bạn? Tự nhiên bạn gây sự. Bạn có buồn cười luôn. Bố mày ấy là bạn thằng Tiến. Em anh không tròn. Anh tôi liên quan gì bạn? Nhưng mà mày liên quan đến đất nước của bố mày. Đất nước gì? Mày định phá đất nước của bố mày. Đất nước gì? Mày mua thịt ngáo này nữa. Nó người mày có lịch sử. Bố cái thằng ngáo này. Thịt mẹ mày buộc mày phải dây vào bố mày 2 năm trước. Cái mày không còn một cái răng mà cứt đâu. Bố cái thằng ngáo. Bố cái thằng ngáo này. Bố cái thằng ngáo ấy. Nó cởi áo cởi quần nó vứt ra kìa. Ảo thật đấy, ngáo thật đấy. Nó cởi hết quần áo nó vứt ra kìa. Ảo thật đấy. Ảo thật, tự nhiên bảo, nay chim mấy này. Đi, đúng không anh em?